Chúng ta sẽ tiếp tục với các ứng dụng của tập tin ActiveSet, và trong các video này chúng ta tập trung vào đó là vấn đề rewrite URL. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ tiến hành viết lại các đường dẫn URL sao cho nó thân thiện và hợp lý nhất. Bây giờ tôi sẽ quay lại phần mã nguồn của chúng ta. Ở đây tôi sẽ đóng các tập tin ActiveSet này lại. Tôi sẽ tạo ra một folder mới. Ở đây chúng ta sẽ đến với folder 08 và chúng ta sẽ thực hiện các phần mã nguồn ActiveSet của chúng ta tại tập tin ActiveSet này. Các bạn thấy hiện tại ở đây nó chưa có gì cả. Ở đây tôi sẽ ghi ra để các bạn dễ hình dung, đó là rewrite, viết lại đường dẫn URL. Thì chúng ta cần các bước sau. Đầu tiên, và đây cũng là yếu tố bắt buộc, đó là chúng ta phải đưa vào phần option và truyền vào đây, đó là follow symlink. Chúng ta bật phần follow symlink này ở dòng đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành bật phần rewrite lên. Bởi vì một số host nó không hỗ trợ cho chúng ta phần rewrite, hoặc đôi khi nó hỗ trợ và chúng ta cũng không chắc chắn nó có được bật hay không. Do đó, ở tập tin ActiveSet này, tốt nhất là chúng ta sẽ bật nó lên bằng cách sử dụng câu lệnh rewrite engine và chúng ta đưa về trạng thái là on. Ở tập tin ActiveSet chúng ta đã có hai phần mã nguồn này rồi. Chúng ta sẽ thử truy cập lại. Tôi refresh thì các bạn thấy chưa có một thông báo lỗi gì xuất hiện cả. Chúng ta sẽ thử rewrite một URL nào đó. Và chúng ta đến với trường hợp đầu tiên. Tôi tạm thời di chuyển khối lệnh này, tôi đem xuống. Tôi tạo ra các phần ghi chú. Trường hợp đầu tiên, 01. Để thực hiện quá trình viết lại một đường dẫn thì chúng ta sẽ sử dụng đến phương thức đó là rewrite rule. Và nó truyền vào hai tham số button và destination. Button là gì và destination là gì? Ví dụ bây giờ tôi sẽ vào 08 và tôi sẽ thử tạo ra một file HTML trong đây. Chúng ta tạo ra một file HTML và tôi đặt tên cho nó là abc.html. Tập tin này chúng ta cũng echo ra 08 vào abc.html. Chúng ta có một tập tin như thế này. Bây giờ chúng ta có đường dẫn. Tôi refresh lại và tôi vào abc thì các bạn thấy chúng ta có đường dẫn như thế này. Tôi cũng viết ra. Như vậy, khi mà chúng ta có một đường dẫn và chúng ta sẽ lấy đường dẫn này, chúng ta so sánh với button, xem rằng nó và button có trùng khớp với nhau hay không. Nếu như trùng khớp thì destination được thực hiện. Cụ thể hơn, ví dụ khi người dùng họ truy cập vào abc.html nào đó, tôi sẽ ghi ra như thế này. Khi người dùng họ truy cập vào đây thì chúng ta sẽ lấy nội dung của file DEF để chúng ta hiển thị. Tôi tạo thêm một file nữa. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên cho nó là DEF. Tôi vào DEF và chúng ta cũng điều chỉnh lại ở đây. Tôi đóng nó lại. Khi người dùng họ gõ vào địa chỉ là DEF thì chúng ta sẽ lấy nội dung của tập tin ABC để chúng ta hiển thị. Như vậy chúng ta thực hiện như thế nào? Ở đây chúng ta sử dụng đến rewrite URL. Button của chúng ta lúc này chính là def.html. Và khi gặp def thì nó sẽ chuyển thành abc. Chúng ta ghi như thế này. Và tôi thử refresh lại. Các bạn thấy tôi đang ở abc và nó in ra kết quả là abc. Tôi thử truy cập ở đây, đó là def. Thì các bạn thấy chúng ta có một thông báo lỗi. Ở đây chúng ta thiếu đó là phải vào 08 tiếp tục abc. Refresh lại thì các bạn thấy chúng ta đã vào 08. Ở đây nếu như tôi ghi như thế này thì các bạn có thể nghĩ rằng đó là chúng ta lấy nội dung của abc để hiển thị cho def thì nó cũng không đúng lắm. Tôi xóa hẳn tập tin def này đi. Ví dụ rewrite url của chúng ta, đó là bất kỳ một tập tin nào chấm sao và nó có phần mở rộng đó là chấm html,
và dấu chấm là một ký tự đặc biệt, do đó tôi thêm vào đây dấu xuyệt. Bây giờ tôi thử refresh lại, các bạn thấy không có gì thay đổi. Hoặc là tôi truy cập vào một file nào đó bất kỳ, thì các bạn thấy nội dung của file abc.html nó đều được hiển thị. Và đây là tinh thần của rewrite URL, có nghĩa rằng chúng ta sẽ viết lại các đường dẫn cho nó thân thiện và ngắn gọn hơn. Bây giờ tôi sẽ thử một trường hợp khác. Ví dụ, ở đây tôi sẽ xóa đi những nội dung này. Và tôi copy nội dung này xuống. Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ hai. Ở ví dụ thứ hai, tôi muốn rằng các bạn hãy chuyển tất cả các trang HTML về trang PSP. Như vậy, đối với 08, tôi tạo ra một file PSP. Để nó không ở dạng đặc biệt thì chúng ta có thể đặt tên cho nó, đó là info. Và ở tập tin info này, tôi sẽ in ra tên của file. Ở đây chúng ta có đó là echo file. Và tôi thử vào info. Tôi vào lại 08. Tôi vào info thì các bạn thấy đây là đường dẫn của info. Chúng ta có thể đưa nó vào trong thẻ H3. Hoặc là tôi tạo ra một phần method này. Tôi đưa biến file của chúng ta vào. Biến file thì chúng ta cũng khá thường xuyên sử dụng, do đó tôi tiếp tục tạo ra phần template cho nó. Vào Windows, Reference, PHP, tiếp tục Editor, tiếp tục vào Template. Các bạn thấy chúng ta có Set Method, Set Pre, tôi tạo mới. Ở đây sẽ là Set File chẳng hạn. Description, khối lệnh in file. Button chúng ta đưa vào phần mã nguồn vừa rồi. Tôi nhấn OK. Apply và OK. Tôi xóa đi. Chúng ta nhập vào Z file thì các bạn thấy nó đã hiển thị. Refresh lại thì đây là nội dung mà chúng ta xuất ra ở file info. Trở lại với file HTSS. Chúng ta muốn chuyển tất cả, ở đây không phải là trang mà là yêu cầu HTML nào đó, nó sẽ trả về trang PSP. Ví dụ như người dùng họ có thể gõ vào abc.html hoặc là thông tin.html. Nói chung tất cả các file nào mà có .html thì chúng ta đều trả về trang đó là info.psp. Thì chúng ta thực hiện như thế nào? Tiếp tục tôi sử dụng đến rewrite URL. Hai giá trị này chúng ta chưa biết, nhưng giá trị thứ hai thì các bạn thấy nó trả về info. Như vậy đây sẽ là info. Tiếp theo đó là tất cả các yêu cầu của trang HTML thì các bạn thấy đây là phần miêu tả của nó. Tôi thử refresh lại. Và tôi sẽ thử truy cập vào một file HTML nào đó. Các bạn thấy ở đây chúng ta có một phần thông báo lỗi. Tôi truy cập vào ah.html. Nó không trả về info được. Chúng ta kiểm tra lại. Info của chúng ta nó là 08. Vào file info và của chúng ta phải là .psp. Tôi refresh lại. Thì các bạn thấy, cho dù chúng ta có truy cập bất kỳ một tập tin nào, ở đây, bất kỳ, chính xác hơn là một URL nào có kết thúc đó là .html, thì nó đều chuyển về trang info.psp cho chúng ta. Đó là cách chúng ta thực hiện rewrite URL. Bây giờ tôi sẽ đến với một trường hợp khác. Ví dụ, các bạn thấy tôi sẽ thử quay lại folder HTSS của chúng ta. Chúng ta vào 01 chẳng hạn. Thì các bạn thấy 01 đây là một folder và nó có tập tin mặc định, đó là tập tin index.html. Ở đây, nếu như URL đầy đủ sẽ là index.html. Và khi chúng ta gõ index.html, nội dung info.psp nó lại hiển thị. Lý do là vì chúng ta đã thiết lập ở HTSS và các bạn thấy tôi thiết lập tất cả các đường dẫn, các URL có phần mở rộng là HTML. Nó đều chuyển hướng về đó là info. Và vấn đề của chúng ta chỉ có những URL nào nó có dạng đó là 08, xuyệt abc.html hoặc là 08, xuyệt thông tin.html. Thì nó mới chuyển về giá trị info.
Như vậy cũng khá đơn giản. Ở phần button, các bạn thấy chúng ta chỉ việc thêm vào 08 xuyệt chấm sao và xuyệt chấm HTML, sau đó tôi refresh lại. Các bạn thấy ở đây nó có phần thông báo lỗi, chúng ta thử kiểm tra lại. Tôi thử vào HTSS. Ở đây tôi sẽ xóa đi tất cả nội dung này và chúng ta thử refresh lại. Các bạn thấy vẫn còn phần thông báo lỗi. Tôi kiểm tra lại tập tên HTSS ở ngoài cùng. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta ghi sai dấu xuyệt, phải là dấu xuyệt này thì mới đúng. Tôi refresh lại thì các bạn thấy ở folder 01 nó vào index.html hoàn toàn bình thường. Tôi vào folder là 08 thì các bạn thấy chỉ khi nào nó vào folder 08 và nó mới nhận được đó là phần button mà chúng ta đã thiết lập ở đây. Như vậy chúng ta cũng kết thúc trường hợp thứ hai. Tiếp tục với một trường hợp khác. Ở đây chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ ba và tôi cũng tạo ra phần ghi chú. Tôi copy nội dung này xuống và chúng ta đến với trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba chúng ta sẽ chuyển tất cả các yêu cầu HTML về trang PHP tương ứng. Tương ứng ở đây có nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ, người dùng họ truy cập vào file ABC và cụ thể hơn đó là folder 08 vào abc.html thì chúng ta sẽ viết lại đường dẫn đó là 08abc.php. Một cách khác, 08 thông tin .html thì nó sẽ là 08, ở đây là thông tin .php. Các bạn thấy tại sao chúng ta lại có những phần nội dung như thế này? Ví dụ tôi sẽ tạo ra đó là file abc.php. Tiếp tục tôi sẽ tạo ra một file, ở đây là thông tin.php. Các bạn thấy chúng ta có hai file PHP như thế này. Và để truy cập vào hai file này, ví dụ để truy cập vào ABC, các bạn thấy ở đây tôi click vào ABC. Còn để truy cập vào thông tin thì tôi click vào thông tin. Và dựa vào đường dẫn này, các bạn thấy đây là một yêu cầu truy cập vào file thông tin.php. Còn đây là một yêu cầu truy cập vào file abc.php. Tôi không muốn các nội dung này nó xuất hiện cho người sử dụng thấy. Tôi muốn rằng nó phải là abc.html. Đây là một cách để chúng ta có thể đánh lừa người sử dụng. Và họ nhìn vào đây, họ có thể tưởng rằng chúng ta truy cập vào file HTML. Nhưng các bạn thấy đây chỉ là một tên giả. Hay nói khác, chúng ta đã tiến hành viết lại đường dẫn. Và với nội dung này, thực chất nó là vào file abc.php. Và chúng ta sử dụng rewrite URL như sau. Tôi tiếp tục copy và tôi đem xuống. Ở đây là 08 nội dung này. Các bạn thấy với cách viết như ở trường hợp thứ hai thì tất cả các file HTML nó đều vào info. Tôi thử refresh thì các bạn thấy nó đều vào info cả. Ở đây cũng vậy, nó đều vào info. Tôi muốn rằng nó sẽ vào file PHP tương ứng. Như vậy các bạn thấy giá trị này chính là tên của file. Và tên của file chúng ta chỉ việc thay vào đây, đó là $1. Tại sao là $1? Bởi vì ở đây chỉ có một tham số. Do đó ở đây chúng ta sẽ ghi là $1. Và chúng ta cũng cần lưu ý, tiếp theo là dấu chấm là một ký tự đặc biệt, do đó nó phải có dấu xuyệt ở phía trước. Tôi refresh lại. Các bạn thấy bây giờ nó vào file thông tin.php. Còn ở đây nó sẽ vào file abc.php. Ở đây chúng ta sử dụng các quy tắc của biểu thức chính quy. Có nghĩa rằng chúng ta có thể truyền vào biểu thức chính quy trong phần rewrite URL. Tôi thêm vào ký tự bắt đầu và ký tự kết thúc ở đây. Sau đó chúng ta thử refresh lại. Thì các bạn thấy kết quả vẫn không có gì thay đổi cả. Do đó khi chúng ta học về rewrite URL thì phần biểu thức chính quy hay là phần regular expression thì chúng ta phải cần nắm vững, chúng ta mới có thể thao tác được với HTSS và đặc biệt là rewrite URL. Ở đây chúng ta cũng cần lưu ý,
Các bạn thấy tôi thiết lập rewrite rule và chúng ta viết lại đường dẫn đến các file BSP dưới dạng là các file HTML. Ví dụ, tôi truy cập vào thông tin .html. Đây là đường dẫn mà người sử dụng thấy. Nhưng thực chất với đường dẫn này, nó đã được viết lại và nó là thông tin .bsp khi chúng ta truy cập vào tập tin này. Như vậy, các bạn cần lưu ý một vấn đề. Đó là khi người dùng họ gõ vào đây một địa chỉ nào đó ade.html thì ade.html khi chúng ta gọi qua HTTPS thì ở đây nó tương ứng với folder 08 vào tiếp đó là ade.bsp và ade.bsp các bạn thấy rõ ràng đây là một tập tin không tồn tại và do đó phần thông báo lỗi này nó đã hiển thị. Và khi có phần thông báo lỗi này các bạn thấy nó sẽ khó chịu cho người sử dụng. Do đó chúng ta nghĩ ngay đó là viết lại phần thông báo lỗi bằng cách chúng ta gọi error document. Lỗi của chúng ta thuộc về lỗi 404. Và khi có lỗi này, tôi sẽ chuyển nó vào HTTPS và tôi có một folder là error. Lỗi của chúng ta là lỗi 404. Như vậy, tiếp tục vào error 404. HTML và tôi thử refresh lại. Tiếp tục chúng ta có một phần thông báo lỗi. Tôi kiểm tra lại. Chúng ta vào HTTPS error chúng ta viết sai. Và tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy khi mà phần rewrite của chúng ta không thực hiện được, nó đã được rewrite lại và tên cũ của nó sẽ phải là ade.bsp. Và ade.bsp là một tập tin không tồn tại. Do đó, nó đã chuyển đến phần error document. Và như vậy, các bạn thấy trong một tập tin HTTPS, chúng ta có thể kết hợp nhiều câu lệnh khác nhau. Chứ không hẳn là chúng ta chỉ có tập tin HTTPS chuyên về error, một tập tin HTTPS chuyên về rewrite. Đó cũng là một vấn đề không cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể viết những nội dung này trên cùng một file HTTPS.